thưa quý vị và các bạn, chiến sự đang xảy ra tại Ukraine khiến nhiều người dân, trong đó có người Việt Nam nói chung và người dân Hưng Yên ở Ukraine nói riêng, đang bị ảnh hưởng lớn. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 700 người đang sinh sống làm việc tại Ukraine. Trước tình hình chiến sự tại đây diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn vừa có công điện số 429 chỉ đạo các sở ngành chức năng liên quan thực hiện kịp thời ngay việc bảo hộ công dân và pháp nhân người hương yên tại Ukraine, trong đó chủ tịch ubnd tỉnh giao cho công an chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan tổng hợp tình hình người con hương yên đang sinh sống công tác học tập làm việc tại Ukraine, chủ động tạo điều kiện thuận lợi nhất việc cấp phát giấy tờ xuất nhập cảnh cho những người con hương yên và gia đình hồi hương, đồng thời tham mưu đề xuất chủ tịch ubnd tỉnh các trường hợp phát sinh liên quan đến công dân tại Ukraine để báo cáo bộ ngoại giao hỗ trợ theo quy định. Trong tình hình phức tạp hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cộng đồng và doanh nghiệp, các hội đoàn thể trong tỉnh phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực tự cường, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong hoạn nạn khó khăn, tham gia hỗ trợ đối với các gia đình tổ chức cá nhân người con hưng yên tại Ukraine có phần chia sẻ giảm thiểu rủi ro, thiệt hại phát sinh. Được biết Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản số 431 đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ khẩn cấp 70 gia đình công dân Hưng Yên đang sống tại thành phố Kharkov, trung tâm của chiến sự. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cũng đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và động viên cộng đồng người Hưng Yên tại Ukraine.